Hello, mình chào anh em nhé. Chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thì sẽ tiếp tục vào bắt cầu tài xỉu cho anh em xem. Tầm 50 củ này thì mình sẽ lựa chọn con tài xỉu 10 năm để chơi nhỉ, đúng không? Cầu nó nói chung là cũng khá là thoáng đấy. Đánh giá sơ sơ qua thì nó cũng được tầm 6-7 điểm trên thang điểm 10 anh em ạ. Là một cái cầu có thể chơi được thôi. Nhưng mà ở đây thì nó cũng có một con tài xỉu đồng xanh này. Con này thì nó đang cạnh tranh cầu. Mẹ dạo này là cái con tài xỉu 68 cái bài này bây giờ nó cho ra cái phiên này rất là ít, tổng cộng 50 điểm thôi. Cho nên là cái tỷ lệ mà anh em mình ăn hũ cũng hơi khoa nhỉ. Cũng hơi khó để có thể nắm bắt cái hũ này anh em ơi. Bắt buộc thế rồi. Nên là khả năng tay này mình sẽ vào một con xỉu bên đồng xanh trước cái đã. Hay là vào cả hai con, một con xỉu một con tài nhá. Để xem con nào ăn. Nào. Bên này ăn nhá. Bên này. Ui dồi, cũng ăn anh em ạ. Hai tay cùng một lúc luôn. Nó phải thế đúng không nhỉ? Khởi đầu nó phải gọi là mắc bênh luôn anh em ơi. Này đi chốt lãi nghe có vẻ khủng rồi đây. Tay đầu tiên mà ăn thì về sau chơi rất là dễ anh em ạ. Đấy ngon rồi đúng không? Không cần thiết phải đánh những cái tay mà nó ấy làm gì cả, bé làm gì cả. Cứ đầu game đi nha, mình cứ dã mình nhiều vào. Đấy, thế là nhanh. Con này thì sẽ vào một tay tầm 9 củ đi. 11 củ đi. Mình nghĩ thế. Tại vì là 11 củ này sẽ 1 củ rưỡi đi thì nó sẽ cộng thêm cả phần trăm các kiểu đi, nó sẽ không trừ các kiểu đấy thì nó sẽ lên luôn tròn tiền tầm 80 củ nếu tay này ăn. Đấy, theo như mình tính toán là như thế. Còn nếu mà không ăn được thì cũng hơi cay thôi anh em ơi. Chứ tính toán hết cả rồi anh em ạ. Mà không ăn được nữa thì thôi cũng chịu. Tầm 10 giây nữa một tay này cuối. Nên là mình sẽ phải check cầu là thật kỹ anh em ơi. Ok, để xem nhá. 1, 2, 3, 4. Ôi cái này gãy, khả năng gãy rồi. Ăn nào anh em ơi. Ui sao mà có 79 củ nhờ. Phát này phải lên 80 củ cơ. Ui mẹ ảo ma bãi đài đi anh em ạ. Còn nặn 63 ra 1. Ui tính thế mà nó không lên được tròn tiền anh em ạ. 80 củ. Ui thiếu phải đồng thôi. À, tầm này 75k nhờ. Đấy. Chung là đánh được 2 tay thì nó cũng rất là nét rồi. À đâu. Đánh được tổng cộng 3 tay mà 2 vòng. Đấy. Bên 10 năm là mình không vào nữa. Tại vì là 10 năm là cũng giúp cho mình ăn được 1 tay thôi cũng được rồi. Nên là thôi hay chơi dòng xanh đi. Nãy định là đầu game là định là chơi con 10 năm ấy. Nhưng mà thôi. Ngày dòng xanh nó êm quá rồi thì chơi dòng xanh thôi. Chơi con nào truyền thống thôi anh em ạ. Tầm này mình sẽ vào ít lại nhá. 2 củ rưỡi một tay thôi. Tầm này kể cả có mà thua ấy. Thua tầm 5 tay nữa thì nó cứ 2 củ rưỡi, 2 củ rưỡi một tay thì nó cũng không thua. Nhưng vẫn có lãi mang về anh em ạ. Đấy. Cố gắng gọi là đánh thêm tầm 5 tay thôi nhá. Nào. 60. Ô, xa 3 anh em ạ. 2 con 3 con 5. Ăn luôn đúng không? Ngại thì không ăn. Quá ngon cho thời điểm hiện tại của mình rồi anh em ơi. 82 củ 300 đồng. 300k anh em ạ, không phải 300 đồng. Đấy. Tuyệt vời. Ok thì một con tài đấy nhá. Đang cầu 22 anh em ạ. Ngại gì mà không vào đúng không? Cứ tự tin mà chơi thôi anh em ơi. Mình thực ra là mấy con game kiểu 68 này nhá. Mấy con này thì cầu kèo rất là dễ đoán. Cho nên là cái tỷ lệ ăn của mình sẽ rất cao. Cứ như kiểu con của 88 hay là một con sân nguyên các kiểu ấy. Thì mình rất đoán rất là khó thật sự luôn. Phải nói là như thế. Nên là mình có bảo với anh em là đối với xu hướng hiện tại thì là nên chơi 68 cái bài. Bởi vì là chơi rất là dễ. Đấy. Cũng có nhiều ông làm content về 68 cái bài. Các ông gọi là hướng dẫn phương pháp các kiểu. Này nó trai nhưng mà mình cảm giác là mấy cái phương pháp đấy thì nó cũng không ăn thua. Nên là mấy ông nào mà muốn đánh tài xỉu mà nó có lãi mới cả ăn được tiền ấy, thì đừng có xem cái video đấy làm gì. Xem ở đây mình chỉ có chia sẻ kinh nghiệm chơi của mình cả cách đánh của mình thôi. Nói chung là nó thấy nó hợp lý thì dùng theo là đánh được. Còn thấy không hợp lý thì thôi, có thể bỏ nhá. Không cần thiết anh em phải theo như mình. Đấy. Bởi vì là mỗi người sẽ có một cách chơi tài xỉu khác nhau anh em ạ. Nhiều người thì thấy thế này thì nó sẽ phải là như này thì người ta đánh như thế. Còn nhiều người thấy như này thì nó sẽ ấy nhau, khác nhau đúng không? Nói chung là lối chơi của anh em mình sẽ khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà ông nào mà có một cái tư duy tốt ấy, thì là cứ thấy là ông nào mà người khác đánh nó hay, đánh nó ok thì có thể học theo. Đấy thì là sẽ là bố được cái quả cách chơi của người ta luôn. Nói chung là thế là hay hơn nhỉ bạn. Đây này mình đánh 12 củ nhá. Để cho nó ăn phát thì nó sẽ lên tầm 90 củ luôn. Nên là hơi khoai ấy nhỉ. Giác này hơi khoai nhỉ bạn, không biết ăn được không. Đánh được tổng 3 vòng thì là có mấy tay nhỉ? 4 tay thì ăn 3 tay chết 1 tay. Chết đúng 1 tay 2 triệu rưỡi nhỉ bạn. Tay nào ít tiền thì chết thôi, tay nào to tiền thì ăn. Tay này khả năng chết tiếp này. 1, 3 ra 4 anh em ơi. Hơi đen, tay này cũng ra luôn rồi.
không kịp vào luôn cả hai con cùng một lúc để chơi anh em ạ. Mình đang định bảo là mình vào tầm 2:30 một tay, nhưng mà thôi mình nghĩ lại là hôm nay cũng cầm nhiều tiền ấy, nên là cố gắng làm sao mà mang một số tiền lại lớn một chút cho anh em xem nào. 3 củ nữa này, 3 củ là không đủ, 4 củ đúng không, thêm tầm 500 nữa đi, 24 củ. Ăn pháp này thì nó sẽ về bờ lại cho mình này, đang lỗ quá anh em ơi. Mình lấy hết cả lãi của mình ra xong mình đầu tư thêm cả 6 triệu nữa nhở. Đấy, đấy là tay này của mình. Không biết nhà đây, gỡ lại một tí nào anh em ơi. Gỡ nào. Con này con xỉu 7 ra con tài 11 là đẹp luôn. Thế thật sự con bên con 15 là ra tài 11 đẹp quá. Ôi dồi, không kịp vào tiền mà nó cũng là ra 3-2-1 anh em ạ. Thế ngon rồi, mai mà không kịp vào không chết. Tại đấy chết thì cũng không còn cách nào có thể gỡ được nữa anh em ạ. Tay này khả năng ăn rồi đấy. Đấy, 90 củ, 800k luôn. Trời ơi, quá đẹp vời, quá tuyệt vời anh em ạ. Đúng không? Nét căng anh em ơi, đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tay rồi, nói chung là cái tỷ lệ ăn của mình nó rất là cao. Bên này thì đánh 1 tay thôi. Bên này là ăn 1, 2, 3, 4, 4 tay. Còn 1 tay bên này nữa là 5 tay. Thế bên này tổng cộng là 7 tay thì mình ăn được tầm 5 tay nhỉ. Ơi, nói chung là cái tỷ lệ ăn rất là cao anh em ạ. 680 bài mà, thấy chưa? Xu hướng bây giờ người ta chưa hết 680 bài nên là cầu kèo nó phải ok người ta mới chơi thôi. Anh em phải suy nghĩ tại sao mà người ta hay chơi 68 cái bài thế. Đấy, thì lý do là ở đây anh em ạ. Cầu kèo rất là dễ luôn. 800. Không được nhiều nữa anh em ạ. Tập này nghỉ thôi. Mình thì mình sẽ nốt tay này, hoặc là mình sẽ giới thiệu với anh em, hay là đoán cho anh em khá là nhiều một thêm một tay nữa thì mình nghỉ thôi. Đấy, nên là mình sẽ không có nhiều tiền để cho 90 củ anh em ạ. Ăn thì càng tốt, không thua thì thôi. 6-6 ra 1 lại ăn anh em ạ. Tuyệt cả là vời luôn đúng không nhở? Ok rồi đấy. Nào, nói chung là đánh như nào đây anh em ơi? Nó nét không? Thấy nó nét thì cho mình xin 1 like nhá. Ok. Tay cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục và mình set cho anh em. Nhưng mà nó sẽ là bên con 15 nhá, không đánh con rồng xanh nữa anh em ạ. Hôm nay thì bắt cho anh em tổng cộng là 7 tay bên rồng xanh nhá. Thì nó ăn tận 5 tay rồi. Mới là 1 tay bên 15 để ăn tiếp. 1 tay nữa là tổng có 8 tay nhỉ, đúng không? Đấy, thì ăn tận 6 tay. Ôi dồi ôi, cái tỷ lệ ăn cực kỳ là cao anh em ạ. Thôi nốt tay này nhá, nốt tay này xong nghỉ thôi. Đây đoán nhẹ anh em một con xịp là 1 củ 500 này, 60k. Thế này nó trơn tru cho nó dễ ấy em ạ. Nào để xem nhá. Xem ăn không? Ok, nó là xịp. Nó tà anh em ạ. Gãy tay của anh em ơi, thôi bỏ. Bỏ đi, thế là được rồi. Nói chung là hôm nay thì cũng có một số tiền lãi rất là cao đúng không nhỉ? 90 củ. Tuyệt vời luôn đấy chứ. Nói chung là 68 cái bài bây giờ cầu kèo rất là dễ chơi. Anh em nào mà đang mà không có con game nào để chơi ấy, thì có thể trải nghiệm thử con game này nhá. Mình có để link chính hãng của con game 68 cái bài này ở dưới phần mô tả cho anh em thôi. Đấy, tải về trải nghiệm đi. Nói chung là dạo này thì nó hot nên là có rất là nhiều link fake anh em ạ. Đấy, thì anh em nào mà sợ sệt thì mình có để link chuẩn, link real của nó cho anh em. Ok, bây giờ thì mình sẽ tạm biệt anh em ở đây thôi. Anh em nào thích video này thì cho mình xin một like và share nhá. Cảm ơn anh em.